Đoàn Thanh niên Công an huyện Phú Lương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cụm thi đua các chi đoàn khối cảnh sát, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên và Đoàn Thanh niên xã Phú Đô vừa tổ chức chương trình tình nguyện hè năm 2024 với chủ đề Hành quân xanh và nhân rộng mô hình Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thái Nguyên tham gia đảm bảo an ninh trật tự, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Đô. Tại đây, các đơn vị đã trao tặng 15 bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng biển xây dựng tuyến đường cờ kiểu mẫu, công trình thanh niên biển báo an toàn giao thông tại cổng trường tiểu học phú đô cũng tại chương trình các đoàn viên thanh niên đã tham gia tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ra mắt mô hình giúp đỡ thanh niên hoàn lương trên địa bàn xã phú đô thăm tặng quà các gia đình chính sách và lao động vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã vệ sinh đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã